xin chào anh em nha, chào mừng anh em đến với kênh Máy Móc Việt Nam Thủ Đức. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em là một con máy rửa xe màu đỏ hy vọng và sẽ giúp ích cho anh em để có thể là trong một cái mưa bão hôm nay nha, cùng nhau tìm hiểu về con máy này. Rồi, một màu đỏ, thấy đỏ là thấy hy vọng cho anh em luôn. Dòng này là dòng vừa mới về bên em luôn nha, với thương hiệu là Phật Ma. Đây, thiết kế thì khá là nhỏ gọn, anh em xem ngoại quan một chút xíu ha. Xác máy sẽ dao động cho mình là tầm 7kg giúp em. Thông số kỹ thuật thì nằm ở phía bên này, với cái mã là 2000, công suất sẽ là 2400W cho anh em luôn. Áp lực nước là từ 100 đến 123 và lưu lượng nước sẽ là 9 lít cho 1 phút nha. Đặc biệt dòng này với mức giá chỉ hơn 1 triệu một tí xíu, nhưng làm nguyên cho mình một cái cụm đầm thau như thế này. À, anh em xem ha, với nguyên cái cụm này đã mấy trăm ngàn rồi. Giá trị của con máy nó nằm ở đây luôn. Phía sau sẽ có thêm một cái quạt tản nhiệt cho anh em và dây điện thì sẽ là phía cắm xịn sò luôn nè. Thì trong cái phần phụ kiện đi kèm sẽ có một cái rong tráng như thế này, thì anh em sẽ gắn vào bên này giúp em nha. Phía bên này sẽ là đầu nước vào. Rồi, trước khi mình gắn dây xịt đó thì mình sẽ gắn điện trước, sau đó chạy để nó hút được cái không khí ở phía trong ra ngoài trước nha anh em. Đây, như thế này ha. Rồi, sau đó mình sẽ gắn dây xịt vào nè. Thì cái này thì anh em có thể là lưu ý xài theo kiểu này hoặc là anh em gắn luôn vào cũng được. Tuy nhiên là khi mà mình sử dụng như thế này thì khi mình bật nguồn lên đó thì nó sẽ chạy nhanh hơn và áp lực nước nó sẽ lên nhanh hơn cho mình. Đây anh em nhìn ha, đó là nó lên liền cho mình luôn nha, không phải tốn thời gian cho mình vì cái việc mà phải để cho cái hơi nó bị nó thoát ra ngoài nữa. Ở đây thì trên đầu súng mình sẽ chỉ thay đổi được 3 kiểu tia nước. Đây, đầu tiên sẽ là xịt mạnh như thế này. Đây, cho anh em ha. Đấy. Rồi, có thể là xè rộng ra như thế này luôn. Khi anh em mà tưới cây á, thì có thể là giữ chế độ này ha. Tưới rau rồi đó. Thử cái độ mà phun xa chủ cái dòng máy rửa xe nhỏ gọn mà giá rẻ này nha. Đây, được không? Thấy không? Thấy không? Huy để thấp xuống. Đây, thì cửa hàng của em là mặt tiền sẽ là 8 mét hơn. Cho đến 10 mét thì anh em sẽ xem cái lực bắn xa của máy ha. Đấy, máy trên con xe này cho anh em luôn xem thử cái lưu lượng nước 9 lít trên 1 phút như thế này có phù hợp cho anh em sử dụng không nha. Thấy không? Trong reo cho anh em luôn nè. Nhiều anh cứ nghĩ là con máy nó rẻ như thế này, lưu lượng nước như thế này thì không thể xịt trong reo được, thì ở đây em test luôn cho anh em xem nha. Đi tới đâu là bay tới đó thôi, anh em yên tâm mua về sử dụng, giá chỉ hơn 1 triệu một tí xíu thôi. Máy rửa xe thì không thể nào thiếu theo phụ kiện đi kèm nha anh em ha. Đầu tiên thì là sẽ là súng xịt. Súng xịt thì đợt này đã được bao bọc nguyên siêu như thế này cho anh em luôn. Khi nhận hàng thì mình sẽ còn nguyên bọc như thế này luôn nha. Trừ khi mà anh em muốn bên em test luôn súng đó, thì bên em mới khui ra thôi. Rồi, dây hút nước. Dây hút nước đợt này cũng có vẻ dày dặn hơn cho anh em và cứng cáp hơn nè. Đấy. Bình bọt tuyết nha. Các khớp nối đi kèm. Và cuối cùng không thể thiếu nữa chính là dây xịt. Dây xịt này thì sẽ là dài cho mình là 7 mét và hai đầu sẽ là đầu rang 22 hết nha anh em nha. Khi sử dụng dây xịt anh em nhớ đẩy cái phần màu đen này lên sát phần phía trên để bảo vệ được cái khớp dây ở chỗ này cho anh em nè. Đây, nếu như anh em đẩy xuống như thế này xài thường xuyên thì rất dễ là bị đứt. Đó, thì mình muốn sử dụng được lâu dài thì anh em sẽ đẩy lên để bảo vệ cái phần khớp nối chỗ này giúp em nha. Xong hết. Rồi, không để anh em đợi lâu nữa, bây giờ em sẽ báo giá cho anh em con máy này luôn. Dòng sản phẩm này sẽ là một dòng sản phẩm của Forman, hàng này hàng công ty, giá quá rẻ luôn, 1.290.000 đang giảm cho anh em còn 1.090.000 và
thời gian sẽ là có hạn nha, hết sản hết trong hàng thì bên em sẽ lên lại giá, nên là anh em nào thấy ok chốt đơn ngay số hotline hoặc là comment phía dưới giúp em nha. Em đừng quên, hiện tại 753 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước thành phố Thủ Đức vẫn đang chạy chương trình thu cũ đổi mới cho anh em, nên là anh em nào đang có những dòng sản phẩm cũ hãy đến ngay 753 nha. Và đừng quên, bên em đang có con máy rửa xe chỉ có 1.090.000 để có thể là chốt đơn ngay số hotline hoặc là comment phía dưới nha. Cảm ơn các anh rất là nhiều đã vào video của em, xem video của em và cho em xin những bình luận. Nếu như con máy cảm thấy tốt thì hãy chốt đơn ngay và tới trải nghiệm luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.